khởi tố cha dượng đánh đập bé gái 7 tuổi chi chít vết thương. Sáng 29 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi hành hạ con. Lầu Y Lầu, 25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, vợ Tú bị khởi tố cùng tội danh nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo cơ quan chức năng, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu, 25 tuổi, quê Nghệ An và sống chung tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa. Đến tháng 2 năm nay, Lầu đón con riêng của mình là bé D, 7 tuổi, từ Nghệ An và sống chung. Trong quá trình sống chung, thấy bé D thường nghịch đồ dùng cá nhân của mình và lười ăn hay đổ cơm đi, nên từ khoảng thời gian từ đầu tháng 7 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D gây thương tích. Đến ngày 27 tháng 7, hàng xóm của gia đình Tú phát hiện trên người cháu D có nhiều vết thương bầm tím chảy xước nên đã đến công an xã Tân Hòa trình báo. Công an sau đó mời Tú, Lầu làm việc và hai người này khai nhận hành vi đã đánh cháu D. Chỉ huy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đồng Phú cho biết, căn cứ kết quả điều tra xác minh, xét thấy hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể cháu D của Tú và Lầu đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ con. Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định tố tụng bắt tạm giam 3 tháng với Trần Thanh Tú để điều tra. Lầu Y Lầu bị khởi tố cùng tội danh với Tú nhưng được tại ngoại hầu tra, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai nuôi con nhỏ. Hiện cháu đây được nhập viện tại khoa hồi sức cấp cứu, ngoại, chấn thương, trung tâm y tế huyện Đồng Phú để điều trị các vết thương trên cơ thể. Việc trông nom chăm sóc cho bé được giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú thông tin thêm.